Rồi, rồi đây đây của con đây rồi. Đây cái bé đây. Hả? Nào nín nào nín nào. Ôi. Nào giữ tay mẹ này. Ừ. Rồi trường quá rồi nhá. Ừ. Nào tháo ra làm lại nhá. Mẹ nhìn này. Tháo một đó. À. Cô rồi, sắp vào đây cô. Vậy hãy vô làm đi. Rồi quay xuống, xuống dưới, bả cái tay xuống. Rồi. Đừng quay mẹ nó, quay mặt em bé đây. Rồi. Này, bây giờ em làm đi. Này, bây giờ cầm đưa vô lại nè. Em luồn nè, em bóp dưới này em vô này. Nó luồn con này, nghe bây giờ quay lại nhé. Rồi. À, há ra nằm ổ chương hoa đó rồi. À. Đúng rồi, bà nhìn đi. À. Chưa vô. Ừ. Há nè, à buồn ngủ quá rồi hè. À chưa rồi. À có chân đúng. À. Đúng rồi. Quên. À, rồi đây đây của em đây của em này. Ơi. À, không có sữa đâu, không có sữa, mệt rồi. Bên này phải sữa thật nhiều kìa, hả nhờ? Rồi, 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 trường của em, em ăn bún hoa ấu, rồi, trường quá rồi nhá. Ngoan, ngoan, bú tiếp, bú tiếp nè, Ngân ngồi, sao Ngân vậy? Ngân ngủ. Bú tiếp ngủ đây nè. Đây, bú rồi nè. Nhỏ quá, Ngân ngồi gắt ngủ quá. Bú tiếp ơi, Nguyên nè. Ngoan nè. Ngoan nha. Ừ. Thí dụ như á, khi mà nó bú á, xong rồi cái nó le le ra ở dưới á, thì phải bóp lại nhét nó vô lại hả chị? Này, chứ đâu cần phải giật ra đâu hả? Ờ đúng rồi, em luồn cái dưới này vô này, thấy không? Thấy chị đang luồn không? Thấy chị bóp này đang luồn không? Ha. Bóp bên dưới thôi, bởi vì con em đang nút rất mạnh thì em cứ luồn ha. Luồn như thôi chứ không cần phải giật cái vú ra. Đúng cho nó lại từ đầu. Đúng rồi. Em tự làm được hả? Được, được. Đừng có luồn bên trên, cái ngón cái không được luồn. Em luồn ngón trỏ đó, thấy không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà em vì thế này, nhìn chị luồn này. Chị giữ đây á, giữ thế thôi, luồn này. Còn em còn đừng hở đây này ra quá ha. Luồn này, chị luồn thế, chị luồn không? Luồn lên hơn tới đau không? Em nhìn thấy bé nó lên tới đau không? Ừ, rồi. Thôi, cho bé nghỉ ngủ đi. Ừ. Thôi. Tạm biệt các bạn. Bình tĩnh nào. Ôi mẹ nói cho em bình tĩnh mẹ ơi. Của con nhá. Này về lại nhá, Cường Ti này về lại nó mình mới bú được hay không? Ôi thương quá đi. Nào. Dạ bú đi. Bạn buồn ngủ á mẹ ơi. Dạ bú đi lại ơi. Nha. Mà mình ra. Đúng rồi, há lớn đó, đúng rồi, chính xác rồi, đó. À, giỏi chưa? Khá giỏi luôn nè. Rồi cô tháo ra cô làm lại nha. Rồi, cho mượn cho chị nhé. Ừ rồi há ra. Ừ đúng rồi. Ừ. Ừ. Giỏi lắm con. Ừ. Em để em dưới này chút xíu. Dễ hơn này. Này. Làm lại nè. 1 2 3. Chưa được này. Há ra nè, lê le lưỡi ra nè. Ờ ơi. Ok. Ừ rồi đó. Ừ, thương mà. Đúng rồi. Được rồi anh. Tắt. Này này cứ. Đó. Nhớ không? Này, để cái thằng con thân dưới này. Thằng hai mình mang này. Này cứ đẩy xuống này. Hả? Đó. 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 Đó.